Tần Phượng Nguyên, kẻ si nhân đang chờ đợi thuyền nàng như chờ đợi một mùa xuân trở lại. Đại quân Kim Thủy Đào. Dạ. Em đến đây để làm gì? Tìm đại quân. Em hãy về đi, đừng có ở đây phá rối giấc mơ của đại quân đang nuôi dưỡng. Còn đại quân không về là đại quân đã phá vỡ ước mơ của tiểu muội. Gì vậy? Cái gì kỳ vậy? Ông khách ấy lại đến nhà mình. Một kẻ thất thời đang tìm an vui trên dòng đời phiêu bạt. Nè, em hãy đuổi cổ hắn đi đi. Đại quân, đại quân tàn nhẫn lắm. Anh tàn nhẫn? Anh tàn nhẫn với ai? Với người khách lạ. Ăn thua gì đến em? Anh tàn nhẫn với người ta là anh đã tàn nhẫn với em rồi đó. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Người ấy đến, em thấy màu hoa cỏ bỗng xanh hơn. Người ấy đi, em nghe như hoàng hôn trở lại. Sao đại quân không hiểu được lòng em? Thôi, đại quân đã hiểu rồi. Nè, đó là thứ tình cảm bắt nguồn. Bắt nguồn chuyện yêu đương phải không? Đại quân, anh kỳ quá à. Tình cảm của em anh đã hiểu, còn gã kia thì sao? Người ta chưa hề quan tâm gì đến em hết. Trời đất ơi, vậy em là đồ ngu. Tại sao em lại nuôi dưỡng thứ tình yêu lãng mạn, thứ tình cảm một chiều? Còn đại quân anh hả? Anh có gì đâu. Rồi hàng đêm đại quân đều đến hồ Băng Nguyệt ngắm trộm thuyền hoa của quận chúa. Đó là thứ tình cảm gì? Tình cảm một chiều. Đại quân. Đúng rồi, Thủy Đào ơi, anh em mình cùng mang chung một bệnh. Một thứ bệnh không có thuốc nào chữa hết. Đó là bệnh tương. Cảm của đại huynh
làm khô héo có cây xanh, làm cho bước qua sầu muộn của một cô gái tầm thường đang ấm áp mộng ban đầu. Thi đào ơi anh có hơn gì em đâu, từng niềm chua xót thâm sâu như trăng lạnh đã khô gầy. Màu anh và em cùng chung tâm sự chia đau buồn, hai kẻ giống như nhau. Quý Đào à, thôi em hãy về đi. Còn anh? Anh ở đây chờ thuyền qua cập bến để anh trộm nhìn nhan sắc gái đài trang. Đại huynh, anh si tình đến thế à? Còn em? Được rồi, em về em đuổi người ta đi. Anh không có thương em chút nào hết á. Thúy Đào, Thúy Đào, tội nghiệp cho em gái tôi, nó cũng tuyệt vọng như thằng anh của nó. Tên kia, nhà ngươi làm gì ở đây? Ông hỏi ai? Vô lễ. Ông vô lễ hay là tôi vô lễ? Chắc nhà người muốn chết. Nhà người chúng ta là ai à? Đã 3 năm rồi tôi chôn cuộc đời nơi xó bếp, kiếm giang hồ buộc chặt góc nhà tranh. Đã 3 năm rồi tôi dừng bước phiêu linh, nên không hiểu rõ những anh hùng tuyệt thế. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Ta là một danh tướng của Tống Triều, ta là thượng tướng Dương Khắc Lữ. Rất tiếc tôi chỉ là một tên ngu dân, nên không biết được những anh hùng lừng lẫy. Đôi tay ta che kín cả thiểm tây Cam Túc, đôi chân ta dập nát đất Ninh Hạ Võ Dương. Ta đã từng chống dựng Sơn Hải Quan và đuổi giặc Tây Hạ như đuổi bầy kiến cỏ. Dạ bẩm thượng tướng. Điều gì? Dạ bẩm, cánh quân Tần Phòng biên cấm vừa báo động. Báo động điều gì? Dạ, quân Tây Hạ đang lặn dạng phía biên cương. Trấn Tây Dương tuyên truyền lệnh thượng tướng phải phò trợ quân chúa trở lại dinh tức khắc. Lui. Dạ. Nhà người đã thấy chưa, ta vẫn là kẻ có uy quyền hơn tất cả, trừ Trấn Tây Dương và quân chúa. Nhà người biết quân chúa? Tần Phượng Quyên, một nhan sắc làm hôn mê cả dòm trời gian bắc, làm buồn thảm cả hoa cỏ vùng đất Giang Nam. Còn một điều mà nhà ngươi chưa biết, kẻ sẽ được nâng niu nhan sắc ấy chính là ta. Linh, một kẻ cọc căng thô lỗ như mi, không thể xứng đáng với sắc hương quận chúa. Khốn nạn, người muốn gì? Muốn ngắm nhìn thuyền qua quận chúa. Thôi hãy im đi, ở tên ngu dân quá vậy. Đừng ôm mộng cuộc khi mà cách đợi chờ, để được ngắm dung nhan ở nơi lầu ngọc. Đừng học đòi theo các bậc vĩnh tấn hùng anh. Tôi chỉ hành động theo một trái tim rào rạc, đêm từng đêm uống trăng hồ bắn nguyệt, để cắt chiêu từng hình ảnh giữa hồn tôi. Nhà người hãy xuống diêm cùng địa ngục, để mà ước mơ, để mà ngà hoài vọng. Còn muốn sống thêm thì thả máu quỳ mà xuống, lại ba lại thôi là sẽ thứ tha cho. Chết sớm làm chi cho ân hận một đời, tôi muốn nhìn cho tận mặt quần lương. Kìa, thuyền qua đã sắp đến nơi rồi, tôi quyết trọn đời yêu quận chúa mà thôi. Khốn kiếp, nhà cứ phải chết. Thuyền quận chúa đến. Trói lại, lôi nó về phía trước, đợi lệnh ta.
Dạ, thượng tướng Dương Khắc Lữ xin nhân mình tiếp đón quận nương một dung nhan kiều mỹ. Không dám. Xin kính chào thượng tướng. Ông đến đây có điều chi chỉ dạy? Mạc tướng đến đây để bảo vệ quận chúa về nghinh phong cát. Xin đáp ạ. Tôi còn bận đón trăng lên trên hồ Văn Nguyệt. Xin quận chúa hãy trở về ngay. Quân Tây Hạ đã phong tỏa biên cương. Đất Võ Dương sắp chuyển mình trong máu lửa. Thật là kinh khiếp. Xin quận chúa đừng chậm trễ. Trấn Tây Vương nó nắm lòng trong đợi từng trống canh. Tôi đã xin phép phụ thân tôi rồi. Nhưng thôi được, thượng tướng hãy về thưa lại với cha tôi là tôi sẽ về ngay trong chốc lát. Xin quận chúa về cho mặt tướng được bảo vệ thân vàng vóc ngọc. Một lần nữa xin cảm ơn thượng tướng, và cũng xin thượng tướng để cho tôi được bình yên. Dạ, dạ bẩm thượng tướng, nguy hiểm vô cùng nguy hiểm. Điều gì? Dạ, tên Ngô Văn lúc nãy nó hung hăng, nó dữ tợn, nó đập tan tác một tên quân. Dạ. Điều gì nữa? Dạ, nó đòi gặp mặt quận chúa. Giết! Khoan! Dạ. Tại sao gã lại muốn gặp mặt ta? Gặp ta để làm gì? Xin quận chúa được quan tâm đến bọn ngu dân khờ dại. Phải có một lý do nào đó. Nhà ngươi có biết gã tên gì không? Dạ, dạ bẩm quận chúa, gã xưng tên là Kim Phương Đình. Hả? Kim Phương Đình à, Kim Phương Đình đã đến. Nè, nhà ngươi hãy đưa người ấy vào đây mau lên, tôi đang chờ đợi người ấy. Bẩm dân. Kim Phương Đình, anh đã đến đây đúng hẹn. Quận chúa. Kìa, nhà ngươi là ai? Dạ, tôi là Kim Phương Đình. Nói láo, nhà ngươi nói láo. Nhà ngươi không phải là Kim Phương Đình. Tôi có bao giờ dám nói láo với quận chúa. Tại hạ tên thật là Kim Phương Đình. Lạ quá. Không lẽ có hai người cùng trùng tên trùng họ? Thưa quận chúa, quận chúa định nói đến một kẻ nào? Một loài chim lạ thường trở về đây vào những mùa trăng. Ôi, loài chim ấy thênh thang cánh gió, làm cho ta thương nhớ đến tràn đầy. Quận chúa, nhà ngươi biết không, có những đêm trăng ta trông hút về biển ải, đếm thuộc lòng từng bông ngựa phi nhanh. Ta biết người ấy chưa trở lại cùng ta, mà ta vẫn đợi chờ và chờ đợi. Quận chúa ơi, tôi cũng vậy. Tôi đếm thuộc lòng từng bận chiếc thuyền qua. Nhà ngươi từ đâu đến? Nhà tôi ở đầu thôn Dạ Lý, cách băng Nguyệt Hồ bởi một vài bờ dâu rào thưa. Vườn cây rộp lá gió lòng bốn mùa, tôi đến đây vào những đêm trăng sáng. Để làm gì? Để nhìn trăng khuya pha vàng trên mặt nước, và cũng để trộm mơ. Nhìn hình ảnh chiếc thuyền qua, lòng tôi băn khoăn niềm khổ quạnh như dần trăng khuya soi lạnh. Nhà ngươi còn đã cảm ơn ta trong những phút giây đợi chờ. Quận chúa à, tôi vẫn đợi chờ rồi quay đi trong lạnh lẽo. Nhà ngươi là kẻ ngu hèn, ước mơ rồi sẽ chết. Chết à? Đối diện một lần thôi, tôi vui lòng nhắm mắt. Xin tạ ơn quận chúa đã dành cho tại hạ những lời an ủi nồng nàn. Câm miệng lại, thượng tướng.
tin tưởng tướng là vì tôi mà tha mạng cho gã một lần. Nhưng gã dám xúc phạm đến quận chúa là xúc phạm đến thượng tướng chứ gì. Thôi, người quân tử lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhen như vậy. Tôi xin hỏi lại, thượng tướng có bằng lòng tha mạng cho gã hay không? Bấm quận chúa. Tôi truyền lệnh cho thượng tướng đó. Bẩm dân. Đi, tên hèn mọn. Từ từ tôi đi làm gì dữ vậy? Quận chúa, hẹn gặp lại quận chúa. Thôi, nhà ngươi đi đi. Kim Phương Đình, anh ở đâu? Sao không đến cùng em đêm hò hẹn? Tần Phượng Nguyên! Kim Phương Đình! Tần Phượng Nguyên, em... Phượng Nguyên, trăng đã lên cao dời dời. Chắc em chờ đợi anh đã lâu rồi. Chờ đợi anh như chim én đợi mùa xuân. Tại sao nay anh trễ hẹn? Quân binh từ bốn phía rần rộ về quan ngại. Anh phải lên ngựa qua những đường núi treo leo hiểm trở. Anh sợ gì mà phải trốn tránh quân binh? Anh sợ Tây Hạ và Tống sẽ giao tranh, và người ta có thể nghi ngờ anh là một tên gián điệp. Và anh đã đến trễ hẹn, làm cho em phải lo sợ phập phồng. Phượng Nguyên, nếu chẳng may chiến tranh bùng dậy, chúng ta có còn gặp nhau nữa không? Em làm sao biết được? Và cuộc tình này cũng không biết sẽ về đâu. Không, anh sẽ đạp bằng tất cả. Anh sẽ tìm kiếm em dù góc biển chân mây. Anh nhiều bí mật quá. Anh định dối gạt em đến bao giờ? Phượng Nguyên, em, anh yêu em thật mà. Dù phải chết, anh không thể nào xa em được. Nhưng tại sao trong đôi mắt của anh như ẩn chứa lo âu? Chiến chinh ly loạn. Anh hãy góp tay cùng với quân sĩ chống biên cương để đánh đuổi bọn xâm lăng Tây Hạ. Đánh đuổi bọn xâm lăng Tây Hạ? Kìa, sao anh buồn bã? Thôi, hãy bỏ đi em. Chúng ta hãy cùng vui trong giây phút. Giây phút bên nhau rồi giá biệt. Anh ra đi ngoài muôn dặm quan sang, có nhớ thương chẳng cô gái ở quê phòng. Đang mỏi mắt chờ trông về một phía chân trời, có bóng ngựa bi dối dàng. Khi dương xuống nằm đìa như lánh chìm trong cõi nắng hoàng hôn. Anh ra đi
cất bước bỗng ngập ngừng và trong lòng diễn khách bâng khuâng. Đôi ngã chia ly em vẫn không quên hình bóng một người ngời trông về phía chân trời. Tần Phượng Nguyên, Kim Phương Đình, mình chia tay, bao giờ mình gặp lại? Em làm sao biết được? Mùa trăng sáng, anh sẽ trở lại tìm kiếm em. Biết em có chờ đợi được anh cho đến mùa trăng nữa. Phượng Nguyên, không có gì ngăn trở được tình ta. Đây, chiếc áo Hồ Cường, em tặng anh để làm kỷ vật. Nếu sau này mình không còn gặp lại, anh hãy nhìn áo đi hoài mớ hình bóng cũ. Đời gió sương, lòng chơi vấn vương. Tình đã trao đôi ngã cách ngăn, dù nhớ thương chim trời lẻ đôi, sao lặng lẽ chìm trong bóng đêm. Dù cách xa tình vẫn bên nhau, ngã luyến lưu gì về dạ, chuyện nguy hiểm ở biên cương. Thôi đừng nói, không nói là càng nguy hiểm hơn nữa. Cái gì suýt nói ra là càng nguy hiểm cho tôi. Mà cái gì kỳ vậy? Đây là quận chúa Tần Phượng Nguyên à. Người yêu tôi đó à, rồi kẹt rồi à, gì kẹt cái gì? Trời ơi, chuyện biên cương nguy hiểm mà. Mặc kệ, tình yêu của tôi là hơn tất cả. Lại kẹt rồi. Kẹt cái gì nữa? Chuyện này nguy hiểm hơn là cả chuyện tình yêu nữa. Thôi dẹp qua một bên không được. Ơi, tôi nói cho cậu nghe, tướng Sa Triệt Lôi cùng một toán kỵ binh vượt biên cương để thám thính. Tao bảo nhà ngươi im. Mà không được mà. Trời, trời ơi, quân Tống nó đang báo động và di kín cả nẻo đường chiến đô. Đó có phải nguy hiểm không? Trời, thì ra các ngươi là giặc Tây Hạ. Trời, giặc Tây Hạ. Chúng từ bên kia biên giới vượt cải quan để phá rối Võ Dương. Đó, cậu thấy nguy hiểm chưa? Ta bảo nhà người nín. Trời ơi, có thể như thế này sao? Hoa đã lợi dụng tình yêu để dò thám quân tình. Hèn mạt lũ sát nhân. Không không, Phượng Nguyên ơi, anh xin thề, anh không bao giờ mưu định một ván cờ chinh chiến. Thôi, không còn tin các người nữa đâu. Hãy đi đi, hãy trở lại với núi rừng khô khan, hãy quay về với sa mạc cát vàng nắng cháy. Không, Phượng Nguyên, anh vẫn yêu em, anh vẫn yêu em trọn đời trọn kiếp. Câm! Không ai yêu nhà ngươi đâu. Không ai yêu một loại người định xâm lấn quê hương. Phượng Nguyên, ta tù các người, ta tù các người trọn đời trọn kiếp. Đó, cậu tin tôi chưa? Tôi nói nguy hiểm là nguy hiểm mà. Thôi hãy im đi. Lũ giặc Tây Hạ hung hăng, đã đến đây là đã tự nạp mình. Đứng trước mặt ta mà còn không hết, như đang sống giữa rừng núi khô khan, không biết ta là một vị thượng quan. Tôi biết ông là một vị thượng quan, dùng uy quyền để bắt nạt lương dân, vậy mà cũng khoe khoang chức tướng của triều đình, không sợ người đời mai mía họ cười chê. Ta sẽ bầm thấy ngươi ra từng mảnh vụn. Tôi sẽ chặt ông ra trăm khúc xương ông Nguyễn. Ta sẽ chôn thấy ba vạn quân Tây Hạ.
tôi sẽ làm cỏ đất Võ Dương. Cấm miệng lại. Tôi nói hoài. Quân, hãy đi kinh băng Nguyệt Hồ, bắt cho được hai tên giặc Tây Hạ. Đừng giỡn nhộn. Hoàng Hạ này có thể đi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào. Có phải vậy không thái tử? Cầm lại. Thái tử Tây Hạ. Phải. Hoàng Nhan Bảo Cương, thái tử Tây Hạ. Quân, vị bắt thái tử Tây Hạ cho ta, mau lên. Đồng đúng. Vì yêu em, anh không nỡ giết người được tâm. Quân, hãy đỡ ta lên. Ông khách ơi, ông khách, ông khách. Nàng muốn tìm ông khách nào? Ông khách áo xanh dùm có mặt ở băng Nguyệt Hồ. Nó là thái tử Tây Hạ. Ông nói gì? Ai là thái tử Tây Hạ? Gã áo xanh mà nàng đang tìm kiếm. Không, tôi chỉ tìm kiếm một gã thợ rừng nghèo khó, chứ tôi không hề biết thái tử Tây Hạ là ai. Tội nghiệp cho nàng quá. Nó là một tên gián điệp Tây Hạ, đến đây để dọ dẫm quân tình. Trời, có thể nào như thế được? Tôi đã yêu lầm người Tây Hạ, kẻ thù của đất nước quê hương. Ta là một thượng tướng của Tống Triều, nàng có thể gửi gắm tình yêu cho ta không rồi. Không, không bao giờ. Nàng chê ta. Tình yêu đâu có thể dễ dàng như vậy được. Ta là một võ tướng, chiếm đoạt tình yêu, chiếm đoạt thành trì. Nhưng tình yêu không phải là thành lũy. Ta xem một loại giống như nhau. Và ta là kẻ luôn luôn chiến thắng. Tên cuồng giống, hãy ngưng ngay trò khẩu. Đại quân, đại quân. Gã là một tên tử tội, làm sao che chở được cho nàng? Đại quân, tại sao đại quân bị mang xiềng xích? Gã xúc phạm đến quận chúa, gã xúc phạm đến ta, đáng chờ giờ đền tội. Đại quan ơi, xin đại quan hãy tha thứ cho anh tôi lần thứ nhất. Kim Thủy Đào, em không được gian xin cầu khẩn gì nữa. Thì chiếc đầu của nhà ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Quân! Quân! Thượng tướng ơi, tôi xin được chết thay cho người anh yêu quý. Ông hãy đem tôi ra mà trừng trị, xin đừng quý diệt tình thương của một đứa em nghèo. Kim Thủy Đào, con đường chân người đào ơi, không có con đường nào đưa em vào trong lầu hạnh phúc. Vì em đừng vì anh mà phải sống trong tủi nhục đau buồn. Thân phận của anh chỉ như một viên sỏi bên đường, có nát dũng gì mưa thu nắng hạ hay lạnh dưới đáy sông sâu. Cuộc đời anh sẽ quen rồi đau khổ tiếp nối đoạn đường chúng qua là heo hôn thế. Chỉ thương cho em tuổi xuân vừa xanh mộng, thì đặt dối vàng đưa tiếng một niềm vui
nhận tuổi hờn, em sẽ trọn đời đau khổ. Đại huynh ơi, em chỉ cần sự sống của anh để dùng dậy tuổi xanh giữa mùa bình lừa. Từ phía biên cương đã dập dồn gió ngựa, quê hương chính chiến sắp về ra. Nếu thương em thì anh phải thương quê cha đất mẹ, rủi dung về phía Hải Quan. Và có khi nào gặp lại người khách ấy thì anh hãy nói rằng em đã chết rồi. Bằng lòng chưa? Dân, tôi bằng lòng. Quân, mở xiềng xích cho đại huynh ta. Dương Khai Lữ, ta nhất quyết bảo vệ em gái ta đến giọt máu cuối cùng. Đại huynh, nhà ngươi phải chết. Dạ, bẩm tư quan. Điều gì? Quân Tây Hạ đã phá vỡ Hải Quan. Quân Tây Hạ đã phá vỡ Hải Quan, trời ơi. Và đang tiến về Võ Dương với ba đạo huynh dũng mãnh. Sao nữa? Trân Tây Dương dời thượng quan về Đại Dinh tức khắc. Lui! Dân! Ta tạm tha mạng sống. Sau khi ta phá tan quân Tây Hạ, ta sẽ cắt đầu ngươi, bắt luôn em gái của ngươi. Đại huynh! Kim Thủy Đào, anh phải trở về mài lại thanh kim báo. Anh phải góp tay đánh đuổi quân Thu. Dân, em sẽ chờ anh ngày đuổi giặc về bên kia biên giới. Đánh cho muôn năm. Đánh cho muôn năm. Giang phu dũng tướng, đạo tiền quân đã phá vỡ Võ Dương chưa? Tâu lãnh chúa, người Tây Hạ tiến quân như thác lũ, phá thành tựa trẻ tre, đến nơi đâu phải bình phục nơi đó. Sao Võ Dương chưa mở cửa quy hàng? Tâu lãnh chúa, kỳ hạn chốt hôm nay, Võ Dương sẽ thành bình địa, giáng đầu lậu lăng róc dưới hào thành, và một ngọn cỏ cũng không ngói đầu lên nổi. Giặc Tây Hạ đừng hung hăng tàn bạo, ta quyết cùng sống chết với lũ man di. Đã trễ rồi, bởi tướng của Tống Tiều ngu dại, quân ta đã làm chủ tình hình khắp nơi. Các ngươi hãy nhìn kia, trời lửa đã bốc cháy khắp nơi, và Võ Dương như một món đồ chơi nằm trong bàn tay của vị chúa tể Tây Hạ. Lũ chúng bay là những tên tàn ác, sắt thép máu lửa là một trò vui, dùng giải trí với bóng cờ chính phạt. Ta sẽ lấy máu lửa đối đầu cùng máu lửa. Đừng ngu khờ như một đứa trẻ mới lên ba. Nơi nào có gió ngựa Tây Hạ đi qua thì nơi đó chỉ còn là cho than tàn, thành quách sẽ thành ra cho than. Sức mạnh của nhà ngươi chỉ bằng một cọng cỏ Trung Nguyên. Cỏ Trung Nguyên hàng hàng lớp lớp, ngã lớp này lớp khác sẽ vươn lên. Ta sẽ đạp bằng tất cả, sai tuyệt đối. Dạ. Tiên quân, xin tuân lệnh. Đi, quỳ xuống. Không, ta không quỳ. Người Trung Nguyên không cúi đầu trước quân Tây Hạ. Tần Quốc Linh, đáng lý nhà ngươi phải chết. Ta chẳng cầu xin. Ta chợt nhớ lại cuộc hội quân nơi biên hải. Nhà ngươi hứa sẽ không xông phạm bờ cõi Trung Nguyên. Đó không phải là điều quan trọng. Nhà ngươi xem lời hứa như một trò đùa. Đối với ta tất cả chỉ là một cuộc vui. Tôn vô loại. Ngày ấy, nhà ngươi có dẫn theo một người con gái đẹp mỹ miều? Con gái của ta? Phải, loài hoa ấy làm cho ta tưởng nhớ. Đừng
đừng hoài vọng uổng công. Ta muốn đổi sinh mạng các ngươi bằng loài hoa. Không, không bao giờ. Cộng thêm sinh mạng của cả thành Võ Dương vô ích. Thế thì kinh thành này sẽ trở thành tro bụi. Người Tây Hạ không nói hay rồi. Người nước Tống cũng không ưa hăm dọa. Nhan sắc của người ấy đổi lấy sinh mạng của cả kinh thành. Ha ha, hơi đắt đó. Kẻ cầu xin không phải là ta. Sai tuyệt đối. Dạ. Hãy chém đầu Tần Quốc Linh và hãy tiến quân phá Võ Dương thành bên kia. Dạ. Quang trời, Tần Phượng Nguyên con phụ thân. Dạng phu Dũng tướng, truyền lui quân hai dặm đợi lệnh ta. Đấy, tiếng kèn thu quân dồn dã, chắc quận chúa đã yên lòng. Tôi không có gì tin được người Tây Hà. Nàng vẫn đẹp và vẫn khó tánh như xưa. Đây không phải là lúc để cho ông tán tụng. Còn lại đây chỉ có ba người. Ta giành quyền cho Trấn Tây Dương và nàng quyết định. Ta không muốn đem máu lửa đổ lên đầu một tuyệt thế giai nhân. Người hãy giết ta đi, hãy giết ta đi, như giết một tên bại trận. Nhưng đừng giết cuộc đời hoa mộng của con ta. Phụ thân, phụ thân ơi, con nghe gì đâu một kiếp má hồng trong khói lửa. Nước non đang cần Võ Dương hơn là cần sự sống của con. Con ra đi vì sông núi quê hương. Cha hãy cười lên đi, cha cười lên đi cho con vui niềm ly biệt. Phải, cha cười đi. Cha cười cho sự bại vong của một thượng tướng bao đời sống pha vào máu lửa, mà hôm nay phải cúi đầu gục mặt tiễn đưa con theo gió ngựa quân thù. Cha cười đi. Cả những cuộc chia ly đều đau xót. Ta sẽ nhường cho một thời gian hữu hạn, cho giây phút thiêng liêng. Bây giờ mỹ nhân hãy theo ta về Tây Hà, để trả lại sự yên lành cho đất Võ Dương và sự tự do cho những người bại trận. Tâu lãnh chúa, tâu lãnh chúa, có một viên tướng trẻ một mình một ngựa đang xông vào chém giết quân ta. Bắt sống tên ấy. Xin tuân mạng. Muốn bắt ta đâu phải chuyện dễ dàng. Hỡi người hung hăng tàn ác, tên điên dại, người đang giỡn đùa với cái chết. Người muốn gì? Muốn mượn chiếc đầu của tên lãnh chúa Tây Hà để treo lủng lẳng trấn cửa thành Võ Dương. Trừng trị nó. Xin tuân mệnh. À! Này chết này! À! Các người thấy chưa? Ta có thể hạ dễ dàng tên tướng trẻ. Sức mạnh của lãnh chúa Tây Hạ có thể xô lệch một góc thành. Kim Phương Đình trang sĩ quân chúa. Kim Phương Đình ơi, chúng ta đã bại trận rồi. Nhưng chúng ta quyết không chịu nhục. Cái nhục của nước non mới là to lớn.
còn cái nhục của bản thân nào có nghĩa gì đâu. Như vậy là quận chúa đã bằng lòng về Tây Hà. Đó là một chọn lựa vuông tròn. Vĩnh biệt cái phương đình trang sĩ. Quận chúa, quận chúa ra đi mang theo dần trăng bên bờ hồ Bắc Nguyệt. Gió quyển mù xa thuyền qua lạc lòng sông nước đều hiếu sầu lạnh bên lang đình. Võ Dương và phu quân về Tây Hạ. Xin tuân mạng, bọn bại trận hãy theo ta. Tân Phương Nguyên có quân chúa. Xin viên biệt phụ thân, viên biệt cái phương đình trang sĩ. Quân, hãy đưa họ đi. Lãnh hậu quân, nữ tướng gia Lục Miên Hà xin phục lệnh. Giỏi lắm. Gia Lục Miên Hà, hãy đến đây để chứng kiến một kỳ công của người Tây Hạ. Tâu dân, Đoàn Tiền quân đã giẫm nát Võ Dương, sao lãnh chúa không xô quân vào trung thổ? Ta vừa gặp một loài hoa quý. Miên Hà, hãy nhìn kìa. Gái Trung Nguyên đẹp và yếu mềm như một loài tơ liễu, nhưng đủ sức chặn đứng được gió ngựa xâm lăng. Đừng kiêu hãnh. Miên Hà, tâu lãnh chúa, tiểu nữ cam thất lễ, vì lòng tiểu nữ quá âu lo cho một đoàn quân Bắc đang công thành xa lụy, tựa hồ như trẻ trẻ bỗng nhiên lại lui quân về. Ta phải dừng bước tiến quân vì một rung cảm bâng khuâng. Bao năm rồi ta cô độc
bây giờ mới xúc động vì yêu. Sao lạnh chúa chưa thu quân về, còn đợi chờ gì nữa đây? Muôn tâu tiễn nữ thất vọng vô cùng khi nhìn bóng cờ thu quân. Miên Hà, ta hiểu rõ nữ tướng lắm, nhưng Miên Hà cũng phải hiểu cho ta. Lãnh chúa đã yếu mềm vì nhan sắc. Ta đã lớn tuổi rồi. Muôn tâu, nhưng sức khỏe của lãnh chúa còn đủ đánh ngã 5 con mãnh hổ. Ta đành ngã ngựa trước đôi mắt gái Trung Nguyên. Xin lãnh chúa ban lệnh lôi quân về Tây Hà. Sát triệt lôi! Dạ, mặt tướng đang phục lệnh. Truyền lệnh thu quân và đưa mỹ nhân về Tây Hà. Xin tuân mệnh. Truyền lệnh thu quân về Tây Hà. Kính mời lệnh bà. Tần Phượng Nguyên. Ở đây vừa tàn cơn chiến trận. Phượng Nguyên ơi, em thất lạc ở nơi nào? Bốn phía chỉ còn tro than gạch dùng, như lạnh lùng chôn lấp một tình yêu. Hoàng nhan bảo cương thái tử. Kìa, Gia Luật Miên Hà, tại sao nàng có mặt ở nơi đây? Tiểu nữ theo vô ngựa đoàn quân bách chiến, mong được hội kiến cùng thái tử giữa xa trường. Từ xa xa thấy bóng ngựa cô đơn, tiểu nữ biết đó là bảo cương thái tử, nên Miên Hà trở lại để nhìn thái tử trong chiến bào cô độc. 3 ngày rồi, ôi thương như làm sao. Miên Hà, đừng làm cho tôi thêm xúc động. Bảo cương, kẻ xúc động chính là Gia Luật Miên Hà. Miên Hà, Miên Hà dành cho tôi nhiều tình cảm quá. Nhưng bảo cương vẫn lạnh lùng như băng tuyết của mùa đông. Có một kẻ đang say mê Miên Hà đắm đuối. Ai vì bảo cương thái tử? Dạng phu tướng Sa Triệt Lôi. Tiểu nữ không thể yêu người ấy được, tiểu nữ chỉ có một tâm tình thôi. Và tôi cũng có một tình yêu duy nhất. Thái tử đã yêu ai? Gái Trung Nguyên. Lại gái Trung Nguyên? Gái Trung Nguyên có gì hơn Tây Hạ? Tình yêu không có gì để so sánh với nhau. Bảo cương, anh đã mơ một loài hoa lá cả, bỏ rơi em trong sa mạc khô khan. Miên Hà ơi, tôi cũng đang bị rơi trong não nùng tuyệt vọng. Thái tử ơi, trời ơi, nguy hiểm vô cùng nguy hiểm. Gì vậy? Mỗi lần gặp ta là nguy hiểm. Dạ, tôi quen miệng rồi, thái tử ơi. Nguy hiểm cái gì? Dạ, lãnh chúa vừa bãi án lưu đày, dời thái tử về kiến đô lập tức. Vậy mà gọi là nguy hiểm. Nhà ngươi điên chưa? Dạ chưa điên. Sao nguy hiểm hoài vậy? Dạ, tại tôi quen miệng lắm rồi. Ta phải trở lại kiến đô. Ngay bây giờ. Để làm gì? Để mừng hôn lễ. Vui thật là vui. Một ông lãnh chúa và một giai nhân đôi bên kết thân để cứu muôn dân, tránh cơn lửa loạn chiến chinh dài hạn. Ôi máu lửa ngập trời, đau khổ vô cùng. Rõ cho thái tử mừng vui, gia nhân nó không bỏ vỏ chân về kiến đô để làm bà chúa. Kinh thành Tây Hạ hoa đèn nở rộ, nhậu rượu tưng bừng, tất cả đều chúc mừng. Phụ vương ta lấy vợ à? Dạ, vợ ông lấy ông. Gia nhân nước Tống. Dạ đúng rồi, gia nhân nước Tống. Ai? Tần Phượng Nguyên quận chúa. Tần Phượng Nguyên quận chúa. Hoàng hả? Đừng rách áo, rách áo. Có đúng như vậy không? Dạ, tôi đâu có biết. Miên Hà, có đúng như vậy không?
bảo cứ em đã biết sự thật rồi. Bảo Cương đã yêu người con gái ấy. Và người ta, người ta đã lên kiệu qua về một phía trời Tây Hà, bỏ lại sau lưng hàng liễu xanh rủ lá tương tư. Xanh sao thương tiếc chuyện hôm nào, mà bây giờ chia xa dò dò cả hồn ta, trăng lớn rồi để trăng ta sao niềm đau mãi. Mình lại quên mình, quên cả tình đầu tiên. Bảo Cương, Miên Hà, hãy đi đi. Thái tử, Hoàng hạ, hãy đi đi. Không, Bảo Cương, tao bảo tất cả hãy đi. Đi! Bảo Cương, đừng làm em sợ. Thái tử, đừng làm em sợ. Ta bảo hãy đi tất cả đi. Đi đi! Còn nghe không? Đừng chập chờn trước mắt ta như loài ma quái. Ta giết hết bây giờ. Ta giết không chừa ai cả. Đi! Dạ để tôi đi. Làm gì dữ vậy? Thôi nữ tướng hãy truyền lệnh thu quân, kể như mình bại trận nha. Nhà ngươi để mặt ta. Ta bảo đi tất cả đi. Đi! Được rồi, để tôi đi liền. Đi tất cả rồi. Ta đã mất, mất hết rồi. Phụ vương ta không thương ta, mà người yêu của ta cũng bội bạc. Tại sao nàng bội bạc? Tại sao nàng bội bạc ta? Tần Phương Nguyên, Tần Phương Nguyên. Thank you.
Tôi cũng vậy.
tôi yêu người đang ngoảnh mặt nhìn xa. Tướng quân, tướng quân ngu dại quá. Miên Hà, tướng quân yêu ai ngoảnh xa, người Tây Hạ không dễ dời. Miên Hà, tôi đã yêu. Tướng quân đã yêu ai? Tôi yêu một loài chim xanh nhảy quanh hòn đá đợi chờ sương thu nắng hạ, mà bông chim kia còn xa vời vời phương trời. Tôi yêu mà sao tôi nói chẳng đến lời, như tôi còn bốn mùa tao lệnh chúa, hôm nay là ngày vui trọng đại, tại
ta đã kể ra điều gì đó. Tâu lãnh chúa, thái tử đang ta biết nó đang hờn, đang giận ta. Ta đã đài ái nó gì dám cản ngăn gió ngựa không cho ta bình phạt gió. Chúa công, tiếng rơi nhiều quá, lạnh tựa cắt da. Thần thiết sợ trở về không kịp lúc. Hoàng hậu nói gì? Ai về không kịp lúc? Hoàng nhan bảo cương thái tử trở về, đang đứng chờ phóng lệnh. Con ta đã trở về. Con đã về, thái tử đã về. Hoàng nhan bảo cương, xin kính chúc phụ vương muôn tuổi. Bảo cương con đã về đây. Con về đúng lúc phụ vương đang mong đợi. Con đã về kịp lúc dự lễ tân hôn. Lễ tân hôn phụ vương và mẫu hậu của con. Dân con dục ngựa bốn cương dưới ngàn cơn bão tuyết. Để về kịp lễ tân hôn. Con biết phụ vương đang mòn mỏi. Con đang phủ đầy thứ trắng. Phụ vương biết con đang lạnh lẽo lắm, nhọc nhằn lắm phải không con? Đây, rượu tân hôn, con hãy uống, uống cho ấm lòng, để chia sức với cha niềm sung sướng. Rượu tân hôn, con xin uống cạn, để chúc mừng hạnh phúc của phụ vương và mẫu hậu của con. Vâng, hạnh phúc của phụ vương và mẫu hậu của con. Hoàng hậu, nó là thằng nhan bảo cương, con cướp của ta đó. Hoàng hậu thấy không, quy đi lẫm liệt, đôi tai giang rộng như đôi cánh đại bàng, đôi mắt tình như một loài chim biển, nó giống ta vô kể, ta thương nó vô cùng. Phụ vương lạnh chúa kìa, sao hoàng hậu lại rung rẩy? Tâu lạnh chúa, có lẽ thái tử đã mang băng thứ vào đây. Thôi ta biết, phụ vương đã biết, con đã dập mình ngoài tuyết lạnh, làm cho mẫu hậu con chẳng thương mà xúc động trong lòng chứ gì. Bảo cương thái tử, tuyết băng còn bám đầy trên áo. Thái tử lạnh lắm phải không? Miên Hà tốt quá, hãy săn sóc thái tử dùm ta. Ra trước lối. Dạ. Hãy đưa ta và hoàng hậu lên tuyết huyết đài làm lễ nha. Xin tuân mệnh. Xin mời hoàng hậu. Còn thái tử, xin hoàng hậu đừng bận lo cho thái tử. Đã có Miên Hà bên cạnh để an ủi biết kìa. Xin cảm ơn Miên Hà. Chúa công ơi, hãy đưa thần thiếp lên tuyết nguyệt đài và hãy dìu thần thiếp đi. Thần thiếp sợ quá nè. Ta sẽ đánh quốc hà trong rất hoa vàng cho mỗi bước chân. Chúa công, chúa công đừng làm thiếp thần ngại ngùng trước triều thần và thái tử. Ta là lãnh chúa, cúi đầu chúc tụng. Xa chết thôi. Dạ. Mở ra. Tuân mệnh. Thưa
chịu nổi cái nghịch cảnh này không? Biên rồi, đừng nói gì thêm nữa. Càng che giấu Bảo Cương càng khổ nhiều hơn. Biên rồi, hãy đôi ẩm cùng. Rượu nồng như hơi thở của tình, ta muốn đem trọn đời trọn kiếp. Thái tử, ta muốn say như không bao giờ được tình, ta muốn quên như không bao giờ được nhớ được thương. Say rượu thì còn có lúc tỉnh rượu, chứ say tình không tỉnh được đâu.
tôi không cần phải đánh ta đâu. Cuộc đời tôi anh cũng là khốn nạn mà. Xa triệt lôi. Thần Vương chưa hiểu được ta đâu. Tôi cũng là kẻ đang sai, nhưng không bao giờ tỉnh được. Bảo Cương ơi, anh sai quá rồi. Em biết phải làm sao để cho Bảo Cương vơi bớt niềm đau thương. Hãy đưa Thái Tử về một phòng riêng. Hãy vuốt ve Thái Tử như ve vuốt một người. Thái Tử sẽ vơi đi niềm đau thương. Hoàng hậu, không, ta không muốn làm hoàng hậu, mà ta chỉ muốn làm cô gái bên hồ xưa. Tâu hoàng hậu đã trễ rồi. Hoàng hậu muốn quay về cũng không còn. Tớ lại đi để đốt cháy cầu hồn ta. Hoàng hậu tham lam quá, vừa muốn làm người cứu nước, vừa muốn chiếm lại nhân tình. Hoàng nàng, tôi yêu và quyết chết sống với tình yêu đó. Gái Tây Hạ cũng đa tình và lãng mạn, không lẽ tình cảm chỉ dành riêng cho gái Trung Nguyên? Câm miệng lại, tôi có gì xúc phạm đến hoàng hậu? Đôi mắt khắc tình của nàng như đôi mắt của loài hổ đói, vẫn chưa nấu trôi được thi thể của Bảo Cương. Bảo Cương, tâu hoàng hậu, xin hoàng hậu nên giữ gìn phòng yên tâm. Ta không thể chết được cho tình yêu sao? Không được, không thể nào được. Tâu hoàng, nàng đừng khắc nghiệt với ta mà. Quy luật của Tây Hạ khắc nghiệt gấp ngàn lần hơn thế. Bất cần gì hết. Tần Phượng Nguyên, Tần Phượng Nguyên, Tâu Hoàng Hậu, Bảo Cương thân, Miên Hà, hãy đưa ta đi uống rượu, ta muốn cùng nàng sẽ đối ẩm trọn đêm nay. Nhưng Miên Hà muốn được say vùi trong vòng tay Thái Tử. Bảo Cương ơi, em muốn chết liệm trong sông đất của Bảo Cương. Bảo Cương, đừng, hoàng hậu, đừng làm cho tôi thêm tuổi hồ, đừng làm cho tôi thêm lội đạo và khổ như tôi. Trời ơi, Bảo Cương, em trở lại thư phòng bình cẩm thạch đợi anh về chuốc rượu suốt đêm nay. Miên Hà, chờ tôi theo với. Miên Hà, Bảo Cương, anh không thể nói với em một lời sau cuối để biết rằng em đã vĩnh viễn xa anh. Hết rồi, không còn gì nữa cả. Hãy để cho tôi nhìn giữ được dung tròn. Bảo Cương, nhưng em vẫn còn yêu anh như buổi đầu gặp gỡ. Xin hoàng hậu hãy để cho tình yêu kia được nằm yên trong dĩ vãng. Đừng tiếc, đừng thương, đừng lưu giữ một vầng trăng cô đơn đã chìm lạnh dưới băng. Một gió tây lạnh như dao cắt
xin hài để đào chuyện xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào với phụ vương tôi. Tôi không thể nào giơ tay tìm kỷ niệm. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt Phượng Nguyên. Xin giả từ hoàng hậu. Bảo Cương. Bảo Cương. Hết. Thường ghé qua nhà tôi ở thôn Dạ Lý và làm cho đứa em gái tôi phi ngơ ngẩn mối tình si. Bên ngoài quân binh vừa báo động, chúng đang lục xét khắp nơi. Tôi còn có một tay gôn và sẽ đưa quân chúa qua khỏi thành lũy. Quân chúa, hãy theo tôi. Không, ông không thể mang theo hoàng hậu. Đất Tây Hạ không thể xây mồ cho gái tống. Trời Trung Nguyên chẳng lẽ đón tiếp gái có chồng? Thôi, ta đã quyết định. Ta quyết
định đến đây để đưa quận chúa trời Tây Hạ. Dù cho cuộc đau thương ta vẫn giữ vững tay. Ông muốn được bình yên thì mau mau rời Tây Hạ. Gươm giáo ở nơi đây không tha thứ một ai đâu. Tôi đã chọn lựa cho mình một ước vọng hôm nay. Hoặc gửi thay nơi đất lạ, hoặc giải thoát cho quận lương. Chắc chắn là nhà ngươi sẽ toàn thành ý nguyện, làm bạn với tiền công và cũng đã thấm ổn. Bảo Cương, xin hãy dung tha cho Kim Phương Đình tráng sĩ. Quận chúa, tôi không thể vay nhờ ân huệ của bất cứ một ai. Hoàng hả? Xin chờ lệnh thái tử. Gã kia ta sắp thanh toán nhà ngươi đây. Hoàng hả? Dạ thái tử yên tâm, tôi đến đâu thu đó mà chưa chắc nào sợ này à. Ngươi hãy ra cửa bắc đánh trống báo động và bảo rằng vừa thấy bóng Giang Phi. Cái gì kỳ vậy? Ta bảo đi. Đi chứ làm gì dữ vậy, chưa chắc nào sợ này à. Thái tử Bảo Cương, ông định diễn tấn tuồng gì nữa đây? Đây là kiếm lệnh của tôi, ông hãy mau thoát ra cửa nam và trở về biên ngại. Thái tử Bảo Cương, Bảo Cương, không phải tôi trả lại ơn ông ngày trước, mà tôi không muốn ông chôn xác ở nơi đây. Nhưng tôi đi rồi, còn quân chúa chỉ chậm thêm khoảnh khắc, tôi không còn cách nào để cứu vãn được sinh mạng của hai người. Kim Phương Đình, tác sĩ đi, đừng chậm trễ. Xin giả từ quân chúa. Phụ vương tôi nhiều lắm, xin hoàng hậu đừng để cho lỗi lầm kia tiếp diễn thêm hơn. Không, cái biết lòng của Bảo Cương hơn ai hết. Anh đã cầu chung cho cùng niềm đau. Hoàng hậu, tôi gian bà. Bảo Cương, tại sao Bảo Cương không dám nói ra sự thật là anh vẫn còn yêu em trong tận cùng thương cảm hồn anh? Trời, đồ dâm loạn. Dâm loạn ý lại là con. Phải là con đây, là một tên loạn thần đáng cúi đầu chờ án lên của vương. Không, tao làm chưa? Không, ta đã hiểu rõ tất cả. Ta đã hiểu rõ lý do nàng lạnh nhạt với ta. Ta biết nàng đang yêu một người trai trẻ khác, nhưng không ngờ kể lại là con ta. Tâu phụ vương, con là đứa con lỗi đạo đang chờ lệnh án của phụ vương. Phải, ta phải hành quyết loạn tử để làm ô nhục đến danh dự của hoàng gia cấm chế quân. Chào chờ ta giây lát. Bảo Cương, con có biết ta thương mến con đến bực nào không? Tại sao con lại đóng một tấm trò tội lỗi? Con có tội và đang chờ xử tội. Xin phụ vương đừng chậm trễ phút giây nào. Lành chúa ơi, Bảo Cương vô tội. Đều có tội. Tội của nàng như non thái, tội của nó tựa bể đông. Nàng quyến rũ nó vào đường xa ngã, nó phản bội ta để chiếm đoạt nàng. Ta phải giết, giết không chờ một ai hết. Giết. Ô Dương, Ô Dương ơi, hoàng hậu là người vô tội, chỉ có con là kẻ đáng gia hình. Pháp trường đạo phụ thủ nó sẽ băm nát chết
thể của nhà ngươi. Và nó cũng đâm vào tim ta cho rỉ máu. Bảo Cương ơi, hình hài đó ta đã tạo nên bằng thương nhớ. Ta đã dưỡng nuôi bằng hơi thở của ta, rồi mầm xanh vừa ngăn đầy giữa sống, con đã dội vàng dứt bỏ nghĩa tình sâu. Phụ Dương, Phụ Dương ơi, đừng thương tiếc một hình hài dơ bẩn. Phụ Dương hãy kể như con đã chết từ lâu rồi. Nhưng trời ơi, lòng ta đau xót, ta thương con mà không xuống được lệnh truyền. Vậy thì con xin báo động để triều đình xử tội của con. Con báo động. Tại sao? Tại sao? Tại sao nó dính chung báo động? Ai báo động? Ta báo động vì giữa cung di ngàn đời sừng sững tôn nghiêm như tường thành vách đá, vừa phát sinh ra một loài yêu ma quỷ quái định phá vỡ hôn nhân và sổ ngã một vương triều. Thank you.
có thể đá băng thành quách. Thôi, rung rồi. Nếu nhà vua không chịu nghe ta, thì ta xin lùi bước. Đứng lại. Quân, lột mặt thằng nữ quả sơ. Xem là cái giống gì mà dám vào đây lộn xộn. Dạ, con là Hoàng Hạ. Hoàng Hạ? Dạ. Tại sao mày dám dối gạt ta? Nhà ngươi muốn gì? Dạ, tôi muốn kể một câu chuyện thời xưa của đời ông Bành, Bành Tổ. Người ta dạy rằng tay cắt tay bao nở, còn rượu cắt ruột sao đành. Nhà ngươi muốn chết à? Lạnh chúa ơi, con muốn kể lại một câu chuyện thâm tình. Có thể làm đảo lộn luân thường đạo lý, có thể làm sụp đổ cả cung vi. Đó là hình ảnh một đứa con quy đầu nhận tội và người cha đã truyền lệnh đi giết con, làm cho tượng đế phải bùi ngùi xúc động và khắp cả thành vẫn phải ứa lệ quay đầu. Hoàng Hạ, dạ, ta cấm nhà ngươi không được xúc phạm phụ vương ta. Dạ, thái tử có đánh tôi cũng nói nữa, chưa chắc nào sợ này mà. Trời ơi, ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Tôi phụ vương, con là người có tội, xin phụ vương đừng chờ đợi phân vân. Tâu lãnh chúa, thái tử đã hoàn toàn nhận tội, xin lãnh chúa hãy xuống lệnh gia hình. Bảo Cương không phải là kẻ đáng gia hình. Và muôn tâu em cầm lên, ta đã có quyết định của ta. Xa tuyệt lôi, hãy chứng giang quả gần biên giới, ngày mai quả thiếu hoàng hậu phượng quyên. Phụ vương, Hoàng Hạ, hãy đốc công thái tử truyền đài lên miền tuyết lệnh băng sơn. Lạnh chúa, không, ta đã quyết định rồi, không có gì thay đổi. Tất cả hãy tuân lệnh thi hành. Phụ vương, khóc hay ngủ vậy? Ta khóc chứ ngủ gì? Tưởng đâu mà ngủ chứ. Không có. Thái tử ơi, thái tử bị đài lên miền băng sơn, sao thái tử lại xuôi về miền biên hải? Ta muốn trở đây một lần sau cuối, để nhìn nẻo đường quen thuộc của ngày xưa. Bụi mờ cát trắng sầu quán ải, nhịp trống quân hành đêm tiền đô. Ở đây cách đất tông chỉ có vài mươi dặm, quân thù có thể giết thái tử rất dễ dàng. Hoặc ta chết tại nơi đây, trời đất ơi, hoặc ta chết ở miệng băng sơn hiu quạnh. Trời ơi, con đường nào ta cũng phải xa người. Thái tử đừng nói vậy, tôi buồn quá. Hoàng Hạ, đừng khóc nữa. Nín nghe ta nói đây nè. Làm trai phải can đảm và chịu đựng mọi thử thách gian lao. Đâu để tôi chui nước mắt. Ta phải can đảm lên chứ. Ta phải can đảm lên, nhất định không thèm khóc nữa. Đúng. Tôi bỏ thái tử một mình, tôi không thể nào chịu được, ai 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 nữa.
là bảo Ninh nghèo. Đừng có Ninh rồi. Dạ tôi cũng nhất định theo thái tử à. Theo ta phải không? Dạ. Theo ta mà làm gì? Theo ta để rồi cùng chịu chết à? Chết thì chết, tôi chẳng sợ gì cái sinh mạng của tôi. Chỉ thương cho thái tử phải gian nan cuộc đời. Một mình tôi sống để mà làm gì? Chết thì cũng chết, xuống âm ti có bạn bè. Nhà ngươi đừng có liều mạng, hãy mau trở lại kiến đô. Tôi nhất định rồi, thái tử chớ nhiều lời. Đã một lòng thề sống chết có nhau, tại sao thái tử muốn đuổi tôi quay về? Tôi nói trước đừng ai ngăn cản hết, dù thiên thần xuống đất để làm quay. Tôi cũng không hề ngán sợ một ai, trai Tây Hạ phải là trai anh hùng. Bảo Cương! Trời ơi, tôi muốn nói chơi là có thần linh xuất hiện rồi. Trời ơi. Kim Thủy Đào. Dạ, kinh bẩm thần linh. Tôi nói giỡn chơi cho vui, xin đừng bắt tôi tội nghiệp. Trời, Bảo Cương. Kim Thủy Đào, tại sao cô nương lại có mặt ở nơi đây? Nửa đêm nay, em chờ đợi nơi hồ Bán Nguyệt, nhưng bóng người thương lẫn khuất giữa sương khuya. Màu áo xanh của những đêm thu gọi trắng về, không trở lại dưới hàng tơ liễu rủ. Kim Thủy Đào, cô nương đừng làm tôi thêm xúc động. Những đêm xưa tôi đến Băng Nguyệt Hồ vì một câu chuyện thì Bảo Cương cứ nói rằng mình đã trót yêu người con gái Tông. Và bên nước hồ xưa là nơi hò hẹn của nhân tình đã chia từng. Đó là kỷ niệm cuối cùng của đời em. Hay lắm, hay lắm, thái tử. Hay là mình cùng đến thôn Giả Lý. Ở đó mình lập nghiệp làm ăn, lấy vợ đẻ con, nối dọc, nối dốc. Thôi anh đến đi, sao lộn xộn quá vậy? Bảo Cương, anh là thái tử à? Chứ sao, thái tử Tây Hạ đó. Đừng có giỡn mặt, khó làm việc. Tôi bỏ đi. Nghe chưa? Dạ nghe rồi. Trời, thái tử nạt làm em quê sệ quá. Thôi em đi à. Bảo Cương, anh hãy mau trở về Tây Hạ. Quân Tống đang tập trung nơi biên ải để chờ giờ cống phá kiến đô. Khốn nạn! Thủy Đào! Đại huynh! Đại huynh! Anh đã giết em rồi. Kim Phương Đình, tại sao hành động như một loài quỷ dữ? Nó đã phản bội quê hương, nó định bán rẻ đất võ dưới cho người Tây Hạ. Không, em không bao giờ phản bội quê hương. Mà em chỉ muốn cứu Bảo Cương khỏi gương đau người Tông. Kim Thủy Đà, em đã nặng tình mà xem nhẹ đất tổ quê cha. Thủy Đà, còn không, nếu không nặng tình, sao dám mạo hiểm vào Tây Hạ? Nếu không nặng tình,
sao len lỏi vào đất kiến đô? Bảo Cương, Bảo Cương ơi, xin anh đừng phiền trách đại huynh em nữa. Con đường nào em cũng phải xa anh chứ. Kim Thủy Đào, đại huynh, đại huynh ơi, em không có gì phải buồn đau tự hối, chỉ xin anh hãy tha thứ cho một đứa em khờ. Và sau khi em chết đi rồi, anh mình xa nhau, núi rừng quá lạ.
Bảo Cương, sao đôi mắt như che giấu từng thương nhớ, năm năm nhìn về một tia biến ở đây. Người ta đã dựng lên một quả đài, và người con gái ấy sẽ thành chỗ bụi. Thiên hạ ơi, tất cả đều tan ác. Người với người sao chẳng biết thương nhau. Lửa sẽ bốc cháy cao để thiêu hủy một hình hài ô nhục. Miên Hà, câm miệng lại. Bảo Cương, em biết anh đang tột cùng đau khổ như một thi hài chờ liếm cuốn mù sâu, như một lữ hành bơ vơ trong sa mạc, nhìn bốn phía trời nắng cháy khô khan. Bảo Cương, rồi mãi đây ăn một thân một ngựa giữa miền bằng sông lạnh lẽo, thì ở nơi đây người ta đã châm ngọn lửa thiêng thiêu quý một được. Hãy quay trở lại Kiên Đô. Cuộc báo cương, tôi sắp lên đường ra miệng bắn sơn tuyết tay. Báo cương, nếu ngày nào Miên Hà có gặp xác ta bên đường Thiên Ly, hãy mang về chôn bên cửa thành Nam. Báo cương ơi, đừng làm em sợ hãi. Xin nàng thắp cho ta một nén hương để hoài niệm giấc mơ ngày tháng cũ. Miên Hà, hãy về đi. Nữ tướng ơi, nữ tướng cho tôi gửi lời thăm bà con của bác nghe. Chắc là lâu lắm tôi mới trở lại Kiến Đô. Còn người yêu của tôi nó nhờ nữ tướng nói nó đi lấy chồng đi, đừng có chờ đợi nghe. Dạ biệt bao. Dịch biệt Miên Hà, quân thống động minh nơi biên giới, hãy ráng bảo vệ phụ dương ta. Dương, em sẽ làm hết bổn phận mình. Bảo Cương ơi, em sẽ làm hết những gì mà Bảo Cương cần. Miên Hà, cho ta nhắn lời vĩnh biệt với phụ.
thượng quyên. Bảo Cương, trọn đời ta chỉ làm khổ cho thiên hạ. Bảo Cương, em không cần gì hết. Hoàng hạ. Dạ. Chúng ta lên được. Dạ thôi. Ủa rồi ngươi muốn cái gì nữa đây? Dạ ở đây được rồi, đi đâu nữa? Nhà ngươi điên rồi à? Ta đã bị lưu đày lên miền băng sơn trước tái mà. Ừ, dạ thôi, dạ, trên đó lạnh lắm. Ta bảo đi, nghe không? Trời, vừa thôi chứ. Thái tử bức hiếp tôi quá. Trời, khổ tôi quá trời quá đất à. Chưa chắc nào sợ này à. Được rồi. Nhà ngươi không đi phải không? Ở lại đi nghe. Ta đi à. Ở đây vui hơn. Ra miền băng sơn lạnh lắm. Tôi nói thái tôi ở đây một mình sao? Thái tử chờ tôi với. Ta đã làm theo ý nguyện của nàng, lập quả đài gần biên cương để cho nàng được nhìn về. Tạ ơn lãnh chúa, thần thiếp nguyện khắc cốt ghi lòng. Ta với nàng chỉ còn đối diện nhau trong khoảnh khắc, rồi ta sẽ ngánh mặt như một kẻ vô tâm và khắc nghiệt xuống lĩnh tuyền quả thiếu hoàng. Lửa sẽ bốc cao thiếu quỷ một dung nhan. Thần thiếp không ân hận gì cả, chỉ có một điều muốn cầu xin. Hoàng hậu cứ nói. Sau khi thiếp chết đi rồi, xin lãnh chúa đừng mãn quân vào chúng thô. Ta điên cuồng, ta tức giận. Ta muốn sang bằng thành quách biên cương. Lãnh chúa, ta muốn bóp dụng cả cung di trang lệ. Ta muốn dùng hương chém rụng cả tinh cầu. Ta đang bị chìm sâu giữa dòng nước lũ, ngồi lên lại càng chìm xuống đáy sâu. Thần thiếp biết lãnh chúa đang vô cùng xúc động, nhưng thần vẫn thấy hạ không dễ tha thứ đâu. Tâu lãnh chúa, nơi đây gần biên cương rất nhiều nguy hiểm, xin lãnh chúa sớm thi hành án lệnh quả thiêu. Được rồi, dạng phu tướng, hãy đưa hoàng hậu lên giàn quả. Xin kính mời hoàng hậu. Hoàng hậu, ta sắp sửa xuống lĩnh. Hoàng hậu còn gì để nói với ta không? Thiếp muốn quay đầu nhìn lại quê hương. Trời quá ải bỗng nhiên như buồn thảm. Tâu lãnh chúa, tất cả quân binh đang nóng lòng chờ lệnh truyền của lãnh chúa. Lệnh gì? Lệnh truyền gì? Lệnh truyền quả thiếu hoàng hậu. Trời ơi, ta sẽ xuống lệnh truyền quả thiếu hoàng hậu. Thì cũng chính là ta thiêu hủy luôn cả trái tim ta. Tầm tay trong anh
tâu lãnh chúa. Lãnh chúa đã để đau thương chìm sâu trong tình cảm. Ta không còn đủ can đảm để dối gạt lòng ta. Nhưng lãnh chúa còn thần dân, còn tây hạ. Được rồi, ta sẽ làm theo ý của thần dân. Ta sẽ ban một lệnh truyền tối thượng. Tâu lãnh chúa, mặt tướng đang chờ đợi. Hoàng hậu, còn muốn gì nữa không? Thiếp kính lời tạ từ thân phụ, xin lãnh chúa một ân huệ cuối cùng. Hoàng hậu hãy nói đi, hãy nói đi. Lãnh chúa ơi, trước khi ngọn lửa bốc cao đưa hồn thiên thần về tiên hồ, xin lãnh chúa hãy dành cho một ân huệ nhỏ dời thế tử về đây nhặt lại năm trô ta. Hoàng hậu, ta đã hiểu lòng của bảo lãnh chúa. Xin đi đừng chậm trễ. Hoàng hậu, tâu lãnh chúa, quân vẫn đang chờ đợi. Hãy đánh lên một hồi chiến lệnh. Dám ngăn cản lệnh án Trần Tây Dương với hàng vạn phục binh nhà Tống đã chia chặt các nẻo về kinh đô. Quân nhà Tống dám xâm phạm biên cương Tây Hà để ngăn chặn một hành vi độc ác để cứu quân ta thoát khỏi lãnh thổ quân đô. Đã trễ rồi, anh chỉ cần chấm một ngọn lửa, cô gái ấy sẽ hóa thành tro. Đừng hành động biên cương, quân ta đang phục binh bốn phía. Sức của ta có thể đánh ngã năm con mãnh hổ, mắt của ta có thể thấy rõ đồng tử của cánh nhãn bay cao. Giết chúa Tây Hạ không phải là chuyện dễ dàng. Quanh đây đang có hàng ngàn quân thị xã, nhà ngươi không thể thoát khỏi trận mưa tên. Quân nhà Tống muốn gì? Muốn đưa con gái của ta trở lại võ đương. Vô ích, lại ấy đã là hoàng hậu Tây Hạ, vừa bị kết án ngoại tình, nhà sẽ được quả thiêu theo án lệnh. Lão gái Trung Nguyên không bao giờ yêu người Tây Hạ. Con gái chúng ta quyết không để cho người Tây Hạ tự phân. Nhà ngươi đã quên ngày tiễn đưa con về Tây Hạ, dấu mũi còn in đậm giữa biên cương. Đó chỉ là một việc làm cứu nước. Người Trung Nguyên phải tôn trọng lời hứa của mình. Muôn tâu lãnh chúa, kính bẩm phụ thân,
loài hoa hẹn mòn, mà đối bên với diễn lại cảnh chinh chiến đau. Ơi ta trần cho ta không mà bao về vương môn mình rồi mai con tâm hận vì đất nước ta đã dũng lời ta không sống phạm quái ngờ người sống còn muốn gì chúa cũng càng qua tiến quân binh phản tống bằng chân tay chân mạc tướng chờ lệnh bước qua đây. Lãnh chúa vô tâm xin đưa bao trực tạo tác chiến mà bao quân sinh đỡ tử tại nơi này. Hoàng hậu đừng quân viên đừng quân chúa đợi đi mọi người đều đi hết. Lãnh chúa tây hạ, ta có một điều cần giải quyết. Người quân sĩ mỗi bên đều lùi về ba dặm, ta và lãnh chúa đỏ sức để tranh phần thắng bại. Nếu ta thắng tống về gió dương, người tây hạ quá tiếp quân hậu. Nếu ta bại, quân tây hạ trở lại kinh đô và ta quân chúa trên một tống điều kiện nào ta nhưng giữ tròn quy dũng của một vị lãnh chúa. Được, sát trước đây. Dạ, hãy mở tới cho hoàng hậu và truyền quân ba dặm. Tâu lãnh chúa, người động đất làm an trá. Ta bảo đi. Tâu dân vô thân. Con hãy chờ đợi tài sức của kim phương kinh tráng sĩ. Tôi đã mài lại thanh kim báo, quân chúa hãy an lòng. Xin kính mời hoàng hậu. Quân, lối về ba dặm. Quân, lối về phía biên cương ba dặm. Tráng sĩ, chúng ta sẽ trở lại hậu quân chờ lúc mặt trời lặn xuống. Xin tuân mệnh. Thật tội nghiệp cho gã trai trẻ kia mới đỏ sức với ta. Lãnh chúa ơi, lãnh chúa, nguy hiểm thật vô cùng nguy hiểm rồi. Hoàng hả? Dạ. Điều gì? Dạ thật là nguy hiểm vô cùng. Điều gì nguy hiểm? Hãy nói rõ ra. Con nói hiểm nguy, thật là hiểm nguy, chứ không phải chờ đâu. Thật là điên rồi. Thái tử ở đâu? Về tới núi Tần Lĩnh. Rồi sao nữa? Dạ, bị phục binh dây kích. Con nói hiểm nguy thật mà. Hãy bắt cho ta một con chiến mã và một đoàn kỵ binh. Dạ, lãnh chúa đi. Ta phải đi ngay bây giờ cho kịp. Trở về, mà trở lại xuống. Đâu lãnh chúa gì vậy? Dạ, để tôi đi đi. Tình chưa chắc nào sợ này mà. Quân nhà Tấn đã chiến với Diệp Trần chiến đến sắp bao giờ đây? Ta biết lãnh chúa tại hạ nóng lòng trước giờ quyết định thật thua. Không, ta không muốn hoàng hậu phải kéo dài thời gian chờ đợi. Một là nàng quả tiêu, hai là nàng xúc quá dễ. Còn nhìn thâm tâm của lãnh chúa tại hạ đã muốn cho nàng được quả tiêu và người nông cạn quá, không cho nàng sớm trở về với nước một nữa. Thôi, hãy bắt đầu cuộc chiến đi. Yeah.
Rốt cuộc rồi nhà ngươi vẫn thua người Tây Hạ, nhưng ta không biết nhà ngươi đâu. Bảo Cương, phụ
như vậy là con đã yên lòng nhắm mắt. Thượng Miên, nàng hãy trở lại bên hồn. Bảo Cương, Tiên Hà, hãy đưa ta về. Tây Hà, nhớ chúng ta nơi cửa thành Nam. Phụ Dương ơi, con